Ok, bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục xem một con siêu phẩm nha các bạn. Nokia 7110. Con này sản xuất cho thị trường Switzerland, Thụy Sĩ nha các bạn. Đây. Thụy Điển hả? Switzerland, Thụy Điển hay Thụy Sĩ các bạn. Mình ngu tiếng Anh bó tay luôn, ai rành dập dành chữ này nha các bạn. Tra Google thử coi. Series nè, 44991955849794. Sản xuất tại Phần Lan, sản xuất cho thị trường Switzerland các bạn. Đây, full box nha. Hàng dành cho anh em sưu tầm, anh em lưu ý nha, hàng đây đừng so sánh với những cái cây Trung Quốc mà 20-30 ngàn trên thị trường, hay là những cái cây Trung Quốc sản xuất bán nguyên một cây mới 500-600 ngàn. Đây là hàng full box nha các bạn. Còn hàng nhái trên thị trường không có full box. Thứ nhất là không có full box, cái thứ hai là không có phụ kiện, cái thứ ba là không check mã number được. Một quyển sách tồn kho chính hãng này các bạn. Đây là hàng dành cho anh em sưu tầm nha các bạn. 7110. Đó, quyển sách còn rất là đẹp luôn em. Ăn kem nhiều quá giờ ho luôn rồi các bạn. Đấy. Dòng điện thoại này gọi là dòng điện thoại tụt quần các bạn. Tụt một cái là sức quần đó. Đây, thẻ nè. Không thể nào làm những cái này, không thể nào làm giả hay làm nhái được nha các bạn. Rồi, tiếp theo đĩa nè. Đấy. Hàng lưu ý nha, hàng cho anh em sưu tầm, không phải hàng để xài. Vẫn xài ok. Nên em đừng so giá với những cái cây mà bán về thị trường 200-400 ngàn nha các bạn. Đó, hàng sưu tầm full box dành cho anh em nào sưu tầm đồ cổ nha. Đó, cục sạc. Cục sạc zin rất là nặng nha các bạn. Zin này rất là nặng nha. Rồi. Đây. Máy rất là đẹp nha các bạn. Trời ơi, quá đẹp luôn em. Quá đẹp luôn nha. Cây này nó bị nứt chút. Nứt một xíu chỗ này các bạn. Mở ra. Viên pin của nó nằm trên ốp lưng các bạn. Dòng này viên pin nằm trên ốp lưng nha. Đây là thân máy sản xuất tại Finland. Một con siêu cổ luôn em. Cục pin mới chát quá đẹp nè. Đây mình sẽ khởi động nguồn các bạn nha. Mình sạc thử không biết còn. Oh, insert sim card bây giờ. Cái này đụng vô là tụt quần chỗ này bạn. Đó, đụng vô là tụt quần nè. Thấy chưa, đây gọi là dòng tụt quần. Đây, có phím lằn này nè. Bỏ gì vào khởi động lên đây nè. Một cái máy cực yếm dành cho sưu tập nha. 7110 các bạn. Đấy, đây mình kiếm cái gì mình bỏ vô, mình sẽ test loa rồi cho anh em coi nha. Rất là đẹp luôn các bạn, cực kỳ đẹp nha. Rồi anh em có nhu cầu sưu tầm, anh em hãy liên hệ với mình nha. Trùm thì thời cổ, xe cổ các bạn.